Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là Gmegaming đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ chơi cảnh sát 113 Việt Nam ha các bạn ha. Ở đây lâu lắm rồi mình chưa có vào chơi cảnh sát Việt Nam các bạn ơi. Bữa giờ mình cứ làm mặc vụ LSPD được không rồi ha. Ok, thì mình vừa vào nó cho mình một cái vụ nó kêu bằng gì ta? Kiểu như là hai thằng nó đang giao dịch đó các bạn. Hai thằng nó đang giao dịch ma túy ha. Ui da, đi lộn đường rồi. Đường này đi được không? Đường này được không? Ok ok, ổn định các bạn ơi. Có hai thanh niên đang giao dịch ma túy các bạn. Đây. Chắc con trai này quá các bạn ơi. Để mình lấy cây súng điện ra coi. Ôi. Gì vậy? Lục soát người đó các bạn. Tự nhiên vào chửi mình vậy. Thằng này chắc nó đang buôn bán ma túy ở đây. À, cảnh sát 111 cảnh sát 113 hả các bạn ha. Ok, đi đi. Ok, có một cái vụ tù nhân vượt ngục nữa các bạn ơi. Cái thanh niên đó giống người Nam Mỹ quá hả. Ok, lên xe. Đó, bây giờ đi bán tải luôn các bạn ơi. Mà con xe này mình cảm thấy nó hơi đồ các bạn. Cảm giác chạy nó không có được mượt cho lắm ha. Ủa, tù nhân vượt ngục này là kiểu khác rồi các bạn ơi. Thằng này nó bỏ chạy nè các bạn. Mình phải đi kiếm nó các bạn. Thằng này nó bỏ chạy nè. Ghê vậy? Ôi, căng vậy? Biết đường nào mà kiếm. Ờ, nó đi đường dưới. Trời ơi. Ở tù nhân này vãi thật các bạn. Quên chứ. Ôi, nó bỏ chạy đâu rồi? Ôi, sao mình kiếm được nó đây? Ủa? Nó chạy đường nào đây các bạn? Ở đây nó chỉ có hai đường thôi. Một là đường dưới, hai là đường trên. Đó, phía đó cũng có một xe cảnh sát đang đi tìm các bạn. Ok vậy. Ủa? Ôi, vãi thanh niên này. Rõ ràng hồi nãy mình chạy vô mình đâu thấy đâu các bạn. Làm chạy đi kiếm nè. Đừng bắn nó các đồng chí ơi. Rồi, xong viên. Bắn một phát vô ngay ngực luôn các bạn ơi. Bắn một phát như vậy làm sao mà sống nổi. Một phát một ngay ngực luôn các bạn. Ok, đi về thành phố thôi các đồng chí ơi. Đó, để cho cái đội khám nghiệm hiện trường các bạn. Trời ơi, chạy cũng được nữa. Cái vụ gì nó vậy? Một vụ bỏ trốn nữa hả? Ôi, căng vậy. Ôi, mình lâu lắm mình mới vào mình chơi cảnh sát Việt Nam mà. Cho mình bình thường thôi. Các bạn ơi, lâu quá mình mới vào các bạn. Nó cho mình nhận toàn vụ thứ dữ không các bạn. Toàn là rượt đuổi không à. Rượt đuổi với lại mình đi điều tra tội phạm không à. Ok, mình sẽ đi đến đó rồi. Ôi, né ra. Ok. Rồi, cái xe này mình mót cái tiếng kèn sao mà nó không kêu luôn các bạn ơi. Ok, nhưng mà mấy con AI trong đây nó vẫn hiểu là xe này là xe cảnh sát ha. Nó vẫn né đường cho mình đi. Ôi, cái gì đường xa vậy? Mình đang suy nghĩ các bạn, mình có nên bọc đường nó hay không ta? Bởi vì nó sẽ chạy, đôi lúc nó sẽ quay lại đường này các bạn. Có khi nó chạy đến đây nè, nó quay lại đường này ha. Mình có một chiếc máy bay theo đuổi nó rồi mà. Mình đang suy nghĩ các bạn. Ờ, nếu như mà mình quên qua đường này, mình đón nó đây. Ok các bạn. Để coi thử cái IQ nó nào cao hơn các bạn. Nếu như mà nó IQ nó cao hơn mình thì ok. Rồi.
Còn không thì mình không nhận vụ này các bạn, mình bỏ vụ này vẫn được mà. Đó, các bạn thấy tuy là cái tiếng đẹp, tiếng kèn nó không có hú các bạn, nhưng mà mấy con AI nó vẫn hiểu à. Ok, cái này chắc mình nghi, chắc mình thua nó rồi các bạn ơi. Mình thấy nó chạy khá là xa trên bản đồ rồi. Do mình chạy cái xe này hay sao ta? Mình chạy xe này nên mình đuổi theo nó không kịp hay sao ha? Xe này nó rất là chậm luôn. Cũng có thể nó qua nhiều đường này các bạn. Nó đi nhiều đường lắm. Có thể nó qua nhiều đường này nè. Ok, mình sẽ thử các bạn ơi. Tại vì mình nhớ đợt trước có một lần mình chơi cảnh sát cơ động á, mình cũng như vậy các bạn, khùng hay đuổi theo nó các bạn. Đó, mình chơi phải hack não nó các bạn. Một là nó ăn mình, hai là mình thua nó vậy thôi. Bây giờ đúng các bạn, thiệt chứ hơi đâu mà mặc cả với mấy con AI trong game chứ ha. À, cố gắng chạy đi em mà quanh về đây là anh hốt xác em liền nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi lại đây mình chờ nữa các bạn. Ui da, trong lúc chờ đợi, trong lúc chờ đợi. Đó. Hồi nãy mình sẽ lấy cái con Toyota Camry đi các bạn. Mà mình quên xe đó là của cảnh sát giao thông ha. Nó để chỉ cảnh sát giao thông rồi các bạn. Đi vậy thì nó không có hợp lắm ha. Còn cái này thì nó để là cảnh sát 113 luôn các bạn. Vậy thì nó mới hợp ha. Chỉ mỗi tội cái con xe này nó chạy nó hơi chậm thôi. Nó các bạn. Ôi, xong phim rồi các bạn ơi. Bỏ đi các bạn, bỏ đi. Bỏ đi các bạn. Không được rồi. Vậy là con AI này nó khôn các bạn ơi, nó hơn mình rồi. Chấp nhận chịu thua luôn. Nó giỏi hơn mình á. IQ nó chắc IQ 200 quá à. Mấy con mà AI trong đây mà khôn vậy là IQ 200 luôn á. Đó, trong lúc chờ đợi các bạn vô đây đi đấu súng với mấy thanh niên giang hồ các bạn. Đó, chơi cho vui các bạn. Đó, chạy mà không có tuần tra cũng chán á. Cái gì vậy, sao xe cảnh sát lại có ở đó? Đó, mấy thanh niên này giang hồ lắm các bạn ơi. Để mình làm bộ mình bắn súng chỉ thiên đó các bạn. Đó, các bạn coi đó. Đó, xử lý nó các đồng chí. Sao các đồng chí cái tay lắc như vậy? Đó. Sao rồi các đồng chí? Đó. Ôi giời, trời 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 trời. Bắn lộn các bạn. Bắn lộn mùa nhà các bạn ơi. Đây, băng đảng giang hồ á. Đó. Ok. Đấy. Ok, trời nó bắn xe mình mấy lần đạn luôn các bạn. Cái gì mà Chu Mi Nha vậy? Tiếng tiếng Trung hả? Chu Mi Nha là tiếng Trung Quốc hả các bạn? Ở đây làm gì mà nó bỏ xe đi hết rồi? Đó, cho mấy thằng này đây nó dọn dẹp hiện trường đi các bạn. Đó các bạn, mấy thanh niên mà khám nghiệm hiện trường các bạn nói nhiều lúc nhiều câu mà mình dịch lại mình nghe mình mắc cười luôn các bạn. Hồi trưa này mình chơi nó nói có một cái câu gì, nó nói là ai cũng muốn lên thiên đường nhưng mà không ai muốn chết. Ôi vãi thiệt, mấy con AI nó cũng biết tấu hài nữa các bạn. Đó. Các bạn coi nó nói nhiều câu mắc cười lắm. Để hôm nào mà mình rảnh á các bạn, để mình kêu nó lại test vài câu, nó nói chuyện đúng mắc cười luôn các bạn. Kiểu như là nó được lập trình sẵn đấy các bạn. Vì đây. Bây giờ hình như nó đưa mình mấy vụ điều điều tra thôi các bạn ơi. Ui, vụ gì căng vậy? Vụ gì căng vậy? Vụ gì căng vậy?
Ui có cả FAB nữa các bạn ơi. Chủ vụ này căng rồi. À ở đâu? Mình có thấy ai đâu. À ở đây, ở đây, ở đây. Trời. Ủa mình thấy đâu? Đây, đây. Cướp xe chở tiền, cướp xe chở tiền hả? Còn một đứa nữa các bạn. Cướp xe chở tiền hả? Ồ trời. Có mấy người ngân hàng đã bị tử vong rồi các bạn. Trời, tụi này gan vậy. Dám chặn xe chở tiền cướp luôn các bạn. Ê, để mình sợ coi, không biết xe này nó có tiền không đây. Xe này mà bây giờ mình sạch ra có tiền chắc cũng sợ luôn các bạn. À, nó có một cái lốp thật máu các bạn, nó có máu rồi, nó có cái gì á, tùm lum tùm lá các bạn ơi. Thôi khó quá, bỏ qua đi, mình kêu xe tải lời cậu nó vậy các bạn. Một cái vụ cướp xe chở tiền mini ha, vụ này nhỏ thôi. Cướp xe chở tiền ha. Vụ gì nữa đây? Code 3. Trời ơi, các bạn ơi, nó đưa mình mấy cái vụ điều tra không rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chơi cảnh sát 113 nè các bạn, nó đưa mình mấy vụ điều tra không á. Ok, bây giờ mình sẽ đi ở đó, mình đi kiểm tra coi. Ok, có cái gì ở đó không nè. Đó, cái vàng mà nó đục như vậy các bạn là nó kêu mình phải mình tự đi một vòng mình kiếm á. Mà thông thường mình chơi thì mình gà mấy vụ lắm các bạn ơi. Đó, 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 thằng này. À, thanh niên cầm dao. Ui. Ơi dừng lại anh ơi. Ơi đứng yên lại bạn ơi, bạn ơi. Cứ để. Ơi chơi chơi chơi. Hung dữ, hung dữ. Đừng. Đừng. Rồi. Đâm mình làm chi? Đâm mình làm chi các bạn? Đó, nó đâm mình các bạn. Các bạn thấy cái đội mình làm việc chuyên nghiệp đó không? Đó. Cái đó là tự nó chọn cái chết các bạn. Nó tự nhiên nó cầm dao là nó đâm mình trước làm chi? Ha. Mình chỉ thật sự khi nào mình nổ súng mà mình cảm thấy nguy hiểm thôi ha, mà mình chưa kịp nổ súng là đồng đội của mình nó bảo vệ mình trước rồi các bạn ơi. Rất là ok luôn, chơi rất là phạt lay luôn các bạn. Đâu rồi cái chấm xanh của thanh niên kia còn chưa giải quyết xong nữa. Chưa các bạn, để mình ở đây mình xem các bạn. Rồi. Tới hốt xác đi anh em ơi. Tới hốt xác đi. Nói các bạn, nói gì các bạn. À, thật là khó để sống gì đó. Mấy thanh niên này đi làm việc mà nói mấy câu nghe nó thiệt á. Đúng mắc cười luôn các bạn à. Đó mình nghe ở trên cái radio có mấy cái con nào kìa. Mình không biết là nó có cho mình nhận con nào nữa hay không. À, liên tục luôn bạn ơi. Thôi đừng có cho mấy cái backup nữa. Backup cực lắm. Backup rất là cực luôn các bạn. Trời đừng la là cu. Đứng là Kuruma nha. Đấy, dừng lại như lên. Yêu cầu anh dừng lại. Đó các bạn, đã lụng bánh xe rồi. Yêu cầu anh dừng lại, dừng lại, dừng lại. Trời ơi. Xuống xe, xuống xe, xuống xe. Xuống xe như lên. Đề nghị chị xuống xe.
Đó. Chống cự là bụng bự nha, chống cự là bụng bự nha. Con này giống con Nissan GTR đó các bạn. Xe này xe đua các bạn ơi, xe đua. Nó có một cái nón cowboy các bạn và một cái basketball. Basketball như là cái bóng rổ á. Trời ơi. Đi xe mà gì chơi bóng rổ tùm lum tùm la nữa các bạn. Đó, về đồn hết đi. Trời ơi, mình bấm lộn để cho đồng chí của mình nó đứng yên luôn rồi các bạn ơi. Đồng chí này có thể là bỏ mình cũng không chừng nữa các bạn. Ok, mình sẽ cho đồng chí này đi về các bạn ơi. Mình sẽ đón Uber cho đồng chí này đi về ha. Đó. Ok. Lên xe thôi, lên xe thôi. Còn ba người thì mình đi ba người các bạn. Tuần tra vẫn ổn phết. Ba người vẫn ok phết các bạn. Thậm chí mình nhiều lúc mình thích đi tuần tra một mình các bạn, bởi vì là mình còn có thể mình chưa nổ súng ha, còn đi theo mình nó toàn là nổ súng trước mình không các bạn ơi. Đó, đồng chí về vui vẻ nha, chắc ở nhà có công việc bận rồi các bạn ơi, về trước về trước. Nó đón Uber về luôn các bạn. Bắt cóc này, bắt cóc này, bọn này là bọn bắt cóc này. Ui, xa thế, xa thế. Xa vậy ta. Ôi, mình cảm nhận là cái xe đó là nó di chuyển nữa các bạn. Ủa, nó di chuyển hay nó đứng yên vậy? À, một con xe cùi mía các bạn ơi, di chuyển rất là chậm luôn. Con xe này di chuyển rất là chậm luôn. Chiếc xe cùi mía các bạn. Đây mình chặn đường ở đây là ok luôn, giờ y luôn các bạn. Né ra. Đâu? Ủa? Ui, ở dưới đường rồi các bạn ơi. Ủa làm sao mình xuống được dưới đây? Hình như là không có đường xuống các bạn ơi. Ui khó thế nhỉ. Một vụ quanh ao thôi mà cũng làm khó nhau các bạn. Xuống được không? Trời ơi, xuống không được luôn các bạn. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Mình gần như vậy nó không cho mình quẩy quanh ao đâu. Ok, mình sẽ đi đường này qua bên kia thử có được không các bạn? À, né đường ra cho cảnh sát làm việc nào. Ủa là sao? Hồi nãy trên đây mình đâu có thấy ai đâu, mình đâu có thấy cái vụ gì đâu. Ôi vãi thật. Một pha xử lý phải nói là rất là cồng kềnh luôn các bạn ơi. Ở mình trên đó mình đâu có thấy ai đâu. Ôi vãi thật. Bắt cóc bắt kiếp. À đây 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 đây. Ok. Yêu con anh xuống xe. Yêu con anh xuống xe, yêu con anh xuống xe. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đó. Đó, yêu cầu anh dừng lại nha. Đó, luật pháp luôn khoan hồng à. Yêu cầu anh dừng lại. Yêu cầu anh đừng có bỏ chạy. Tôi nói anh rồi. Ơi ui dám đụng mình à, dám đụng mình à. Thằng nào vậy, thằng nào vậy? Ui ui, đồng đội nó các bạn, đồng đội nó các bạn ơi, đồng đội nó, đồng đội nó, đồng đội nó, đồng đội nó. Ủa rồi còn thanh niên. Ấy chứ. Ấy. Đứng.
Đó, các bạn thấy cái chiếc Kuruma chưa các bạn? Đó. Mình rất là ghét thằng đó luôn. Mình chỉ không kịp đâu. Mình nghĩ mình có chạy đến nó mình bắn nó cũng không được đâu các bạn. Thứ nhất là nó rất là trâu luôn. Đây coi để mình chặn đầu nó các bạn, coi coi có vớt vát được miếng cháo ở chỗ này hay không. Mất dấu rồi, mất dấu rồi các bạn ơi. Nó chạy nhanh lắm các bạn. Con xe màu đen nó không phải đâu, nó chạy rất là nhanh luôn. Lần nào cũng vậy các bạn, mình phải gặp nó mình phải thủ sẵn dạng như mình có bazooka ha, hoặc là có mấy cây phóng lựu các bạn, may ra mình còn phóng mới được ha, chứ mình chạy con xe này là đủ rồi, thua các bạn ơi. Để mình tắt cái checkpoint nha, nó cứ hẹn checkpoint hoài các bạn, nghe nó khó chịu làm sao đâu á. Ok. Trời trời trời. Mình mình mê nhìn cái bản đồ nhỏ các bạn. À mình quên cẩu hai xe này về nữa chứ. Mình không cẩu là nó không cho mình nhận con nào đó các bạn. Đây lấy xe tải lớn luôn các bạn ơi, xe buýt đây các bạn. Đó. Mình mod luôn xe buýt các bạn để phòng ngừa khi mà có thất nghiệp các bạn. Đi lái xe buýt nha. Đừng có đụng xe của cảnh sát nha, đụng xe cảnh sát là mấy anh có chuyện liền đó nha. Đó các bạn, Đông Tây, chợ Hành Đông Tây chắc, chợ Bến Thành, Bitexco, Bến Bạch Đằng, chuyến 69 luôn mới ghê các bạn, 69 69 69 cái gì còn thanh niên nẻ đây nữa, sao mà rối đi hình vậy, ủa lộn rối đổi hình vậy. Ok lên lên xe lên xe lên xe thôi các đồng chí ơi, còn rất là nhiều việc phải làm luôn. Giang Kudo River thôi thôi các bạn ơi, không được các bạn, rất là xa luôn. Thanh niên mấy thanh niên cướp tiệm tập quá đó mà, nhưng mà xa lắm, đoạn nó rất là xa luôn. Để cho mấy cái đội gần gần đó người ta nhận các bạn. Mình làm giỏi quá là mình nhận hết vụ của người ta làm sao đúng không? Cái gì đây? À. Ôi. Lại là thanh niên Kuruma nữa các bạn, cay vậy. Chạy rất là nhanh luôn. Chạy nhanh ghê luôn các bạn. Ok các bạn ơi, nó cho mình một cái vụ nè. Thôi mình bỏ thanh niên đi các bạn ơi. Bỏ đi các bạn ơi. Mình sẽ nhận vụ này ha. Không biết vụ này vụ gì đây. Mình thấy mấy chấm vàng này mình ớn quá các bạn ơi. Mấy chấm vàng này toàn là điều tra không á các bạn. Cái gì đây, cái gì đây? Thanh niên này sao bỏ xe tải đây đây? Vụ gì đây, vụ gì đây? Trời. Từ nào mình sẽ đi xuống dưới ha. Ngay chỗ mấy người hình như không phải cái chỗ mấy người vô gia cư các bạn ơi, nằm ở trên đường, nằm ở trên đường ha. Ok. Vụ gì đây ta? Vụ gì đây? Có vẻ căng đây. Vụ gì đây, vụ gì đây, có thấy mình có thấy gì đâu ta? Vãi hai thanh niên các bạn. Thôi có thanh niên nào ở dưới đường hầm hay không? Có cảnh sát giao thông dưới đây mà. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Vụ gì đây ta, vụ gì đây ta? Mình đi kiểm tra từ từ các bạn ơi. Đường đó như đường cùng rồi các bạn. Ok. Ngược ở sau lưng mình rồi, ngược ở sau lưng mình rồi.
Phải thật. Bây giờ mình nói các bạn mình ngán mấy vụ lắm các bạn. Thà nó chỉ cho mình ha, rồi mình lại mình điều tra ha. Trời, cái này nó cứ hiện chấm vàng như vậy á. Thanh niên này chạy đâu ạ? Gì vậy? Cái gì vậy? Ui 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 ui. Chạy 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 với mình hả? Chạy chạy với mình hả? Ôi cái gì mà đông vậy? Cái gì mà mình bắn người này cái người kia chạy nữa các bạn? Yểm trợ, yểm trợ, yểm trợ tôi mấy đồng chí. Ôi các bạn, mình mới nhìn sơ qua mình thấy cái xe mình. Trời ơi, bị cái gì đây? Ôi vãi chưa. Ôi thằng hề giết người các bạn. Ok, rồi xe đâu mà đi đây? Ok, mượn đỡ xe đi. Lên xe. Ok, quên chứ. Rồi luôn, rớt cửa luôn. Mình sẽ kêu đội khám nghiệm hiện trường rồi các bạn. Đó. Mình phải ấy cho nó đàng hoàng các bạn. Rồi mình mượn xe để các bạn mình đi làm nhiệm vụ ha. Ủa cái xe mình nó bị sao vậy ta? Tự nhiên xuống cái nó không hiểu luôn. Không hiểu là nó bị sao mà nó như vậy luôn. Đây các bạn, có một thằng hề ha. Mình đang đi điều tra cái thằng hề các bạn. Hề, thằng hề sát thủ các bạn. Chỗ này khá đông người các bạn ơi. À đây 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 đây. Đừng có bắn mình nha. Bắn bắn mình là bạn bạn chọn cái chết đấy. Rồi. Mình mình đã nói rồi, đừng có bắn mình. Bắn mình với đồng nghĩa là chọn cái chết rồi còn cái gì nữa. Đó, thanh niên hay hay sát thủ các bạn. Ok, mình sẽ gọi đội khám nghiệm hiện trường rồi ha. Mình đã bảo đừng có bắn mình mà. Bắn mình là chỉ có một con đường đi thôi. Phải thanh niên hề các bạn. Ok, lên xe đây các đồng chí. Giờ xe này không có hú rồi sao đây? Xe này nó không có hú các bạn. Trời ơi, tuần tra rất là khó luôn. Mình không biết ở đây có xe của cảnh sát hay không nữa. Toàn mô tô thôi. Ok ok, cái chiếc xe của cảnh sát giao thông nữa các bạn. Con này thì chạy cũng khá là ok. Có một cái chấm đỏ gì ghê vậy. Ok, mình thấy một cái chấm đỏ, không biết có cái gì hay không mà có chấm đỏ nữa các bạn. À, thanh niên trộm xe hả? Ôi trộm xe, trộm xe, trộm xe. Trộm xe các bạn. Ui trời ơi, chạy ghê vậy. Con đó là con mini các bạn ơi, một chiếc xe rất là nhỏ luôn. Chạy ghê vậy, chạy ghê vậy. Đấy, chạy với mình đi. À. Ok. Xuống xe, yêu cầu anh xuống xe. Ê. Ây da, mình nhầm rồi các bạn ơi. Đáng lý ra là mình không nên dùng súng các bạn. Mình dùng súng cái là mấy đồng chí của mình hiểu nhầm ha. Vãi thật. Thanh niên nằm. Sẽ like rồi các bạn. Ok, cái này hôm sau để chắc mình phải cho mấy đồng chí của mình dùng súng điện quá. Súng điện hoặc là dùng cái cây ba tắc á các bạn. Đó, cho dùng hai vũ khí đó là lộn định nhất các bạn. Nhưng mà tội phạm mà các bạn á, bọn này nó cố tình nó chạy mà mình phải bắn chỉ thiên nó 3-4 lần các bạn nó mới dừng lại ha. Đó, mấy đồng chí của mình cảm thấy có dấu hiệu khả nghi nên mới bắn đó nha các bạn.
Rồi ok, và mình nghĩ cái video của mình sẽ tạm dừng ở đây thôi các bạn ơi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Và hẹn gặp các bạn vào trong những cái video tiếp theo ha. Các bạn cho mình xin một đăng ký kênh với nha. Rồi ok, mình sẽ tạm dừng cái video của mình tại đây nha các bạn. Dám ủi đích xe của Bộ Y tế à? Dám ủi đích xe Bộ Y tế hả? Thằng nào vậy? Cái gì? Ai bắn mình vậy? Trời, các bạn tông bể cửa xe buýt luôn kìa. Rồi ok. Thôi mình sẽ tạm dừng cái video của mình đây nha. Tôi nghe ông già quá à. Tài xế xe buýt bỏ của chạy lấy người các bạn. Tông rớt cửa luôn. Rồi mình tạm biệt các bạn tại đây nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.